Quay đi. Hello, xin chào bạn nhé. Mình đang có mặt ở tại kho của công ty. Thì hôm nay có một cái ghế hôm trước thu của khách về ấy. Khách nâng cấp lên cái ghế bên mình. Thì ghế này trước kia cũng là của Fuji Luxury thôi. Của Fuji Lux mua 8 năm rồi các bạn. Mua 2016, đấy, bây giờ 8 năm rồi. Thì cái ghế này bên này bên mình cũng sẽ spa lại, sẽ lau dầu, tra mỡ lại, kiểm tra lại để tặng cho trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Thì cái video khi nào xong thì mình sẽ làm tiếp một cái video khi đi tặng cho các bác như nào. Cái này dùng 8 năm rồi các bạn nhá, 8 năm rồi. Thì cái này nó bị thế nào ấy Phú nhở, bị gãy cái gì hả? Vâng, gãy chủ nó mới kêu cái gãy chủ dưới đây ạ. Chứ còn Ờ, cái gì vẫn sử dụng bình thường. vẫn sử Cái dụng này bình thường, chỉ có nó hơi kêu thôi đúng không, nó hơi kêu thôi, cái này sửa được đúng không? Da Đó, tôi đẹp 7 năm, tôi đẹp. thế là phải phải spa lại hết nhá. Từ khi mà Tú các bạn ấy sẽ sửa cái này thì em sẽ chịu trách nhiệm là lấy cái lọ xịt da ấy, vệ sinh sạch sẽ cho anh. Và khi đi tặng cho các bác cựu chiến binh ấy là mình cũng phải rất là trân trọng ấy. Cái ghế ở chỗ chỗ thầy Linh Nitado mà trước thu về đấy cũng cho bọc lại da, cho bọc lại da sau đó để mang đi để nối tiếp cái sự nghiệp của cái ghế này, chứ còn bên mình cũng không muốn là nó kết thúc sự nghiệp cách dở dang như vậy. Cái ghế này làm rất là sâu nha, con này là động cơ massage của nó, là động cơ massage 4D đấy các bạn ạ. Đâu, con này đây này, mọi người nhìn này, 8 năm trước này, quả động cơ của nó khiếp hồn luôn, khiếp hồn luôn này. Đấy, 8 năm trước nhá, rất là chắc chắn luôn các bạn ạ, rất là chắc chắn luôn đó. Động cơ của 8 năm trước, cái ghế này 8 năm trước là ông chủ của chuỗi cà phê The Six Sense đấy bạn ạ. Đấy, cái ghế này là chính xác là của bạn Trung, là chủ của chuỗi cà phê The Six Sense, bạn ấy mua tặng cho bố bị tai biến. Thì hôm trước là nâng cấp lên chiếc FC 918 ở bên mình. Thì mọi người hãy cùng chờ video sau, khi nào cái này xong xuôi thì mình sẽ có video chuyển cái ghế này đi tặng cho trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Nếu như nhà các bạn mà có những cái ghế massage cũ mà các bạn không dùng đến nữa hoặc muốn nâng cấp lên sản phẩm mới, đúng không ạ, thì hãy liên hệ với Huy để làm sao để cái ghế như này nó sẽ không bị kết thúc cái sứ mệnh của nó, mà nó có thể tiếp tục tiếp nối cái sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam nói chung đó. Và ok, xin chào bạn, mình là Huy và đang ở tại kho của Fuji. Đây là bên này là khu kỹ thuật, bên kia là bên khu kho. Đây mọi người xem bên này một tí, hơi trời mưa các bạn ạ. Đó, kho này có hai kho liền nhau các bạn nhé, có hai kho liền nhau. Đó. Đấy, hàng đầu năm là cũng xuất hàng đi vơi nhiều lắm rồi, vơi nhiều lắm rồi. Đó, bên kia cả kho trong kia nữa các bạn ạ, cả kho trong kia nữa. Đấy, thì nếu như mà mọi người mà có nhu cầu về ghế massage thì cũng liên hệ với Huy, hoặc là nếu như cả nhà các bạn mà có những chiếc ghế massage cũ ấy, dùng lâu rồi ấy, mà bạn không dùng đến nữa thì các bạn có thể liên hệ với Huy để bên Huy có thể có người qua để thẩm định kiểm tra như thế nào. Và nếu như mà nâng cấp sang sản phẩm của bên Huy được thì tốt quá. Còn nếu như không thì cũng có thể là gì ạ? Cũng có thể là mình sẽ tiếp nối cái sứ mệnh của cái ghế đấy để có thể giúp cho nó lại có thể là phục vụ ở một nơi khác tốt hơn. Ok, chào bạn, bye bye.